Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lý Dịch Phong đối diện bức án 5 năm tù, hé lộ thêm tình tiết phạm tội nghiêm trọng của nam diễn viên. Không dừng ở việc mua bán dâm, quan hệ với vị thành niên, Lý Dịch Phong mới đây còn bị phanh phui ra hàng loạt tội trạng nghiêm trọng khác. Điều này cho thấy về án phạt của nam diễn viên Kính Song Thành không dừng lại là phạt hành chính nữa. Không còn là nghi vấn hay tin đồn vô căn cứ như vào ngày 6 tháng 9 vừa qua, mà vụ việc nam diễn viên Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh bắt vì tội mua bán dâm đã được xác định. Thậm chí phía cảnh sát Bắc Kinh đã sử dụng cụm từ nhiều lần mua bán dâm bất hợp pháp, cũng như nam diễn viên đã nhận tội để nói lên những hành vi trái với pháp luật, cũng như vi phạm chuẩn mực cho phép của một người nghệ sĩ. Sau khi phía cảnh sát Bắc Kinh công bố danh tính nam nghệ sĩ có hành vi mua bán dâm, cùng từ đó, các cô gái từng liên quan đến Lý Dịch Phong cũng vì thế đồng loạt lên tiếng tố cáo nam diễn viên. Người tố cáo nam diễn viên làm bạn giường chiều với mình suốt 3 năm, người tố quan hệ với trẻ vị thành niên. Có những cô gái mới chỉ 14 tuổi hay quan hệ gạ gẫm cả nam lẫn nữ, thường xuyên tuyển phi. Và để chứng minh cho những lời tố cáo của mình hoàn toàn là đúng, các cô gái này đã tung ra bằng chứng chụp nam diễn viên trong phòng, thậm chí là những bức ảnh bán khỏa thân, tin nhắn đặt phòng khách sạn để tình một đêm. Đỉnh điểm hơn đó chính là những clip người lớn của Lý Dịch Phong. Với hàng loạt vết nhơ của Lý Dịch Phong cũng bị phanh phui khiến hình ảnh của anh trong lòng người hâm mộ bị sụp đổ. Nhiều cư dân mạng cũng yêu cầu lên tiếng làm rõ về những hành vi dơ bẩn của nam diễn viên. Cũng theo như truyền thông Hoa ngữ cho biết, sau khi bị phía cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ, bước tiếp theo là cảnh sát sẽ xử lý các tình tiết phạm pháp và bất hợp pháp của Lý Dịch Phong, cũng như các thủ tục tiếp theo để tiến hành giam giữ nam diễn viên Kính Song Thành. Hiện tại cái tên Lý Dịch Phong được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều hơn ai hết, mọi bối rối dư luận đều hướng về phía nam diễn viên. Không những vậy, điều mà dư luận quan tâm nhất là liệu Lý Dịch Phong có thể quay lại hoạt động giải trí nữa hay không, liệu anh ấy có còn một cơ hội nhỏ nhoi nào nữa hay không. Về hành vi phạm pháp của anh ta có nghiêm trọng không? Trước những thắc mắc của cư dân mạng, mới đây một vị luật sư có tiếng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong những vụ kiện như thế này đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của một số cư dân mạng. Vị luật sư này cho biết rằng nếu hành vi phạm pháp và tội phạm của việc mua bán dâm là nghiêm trọng, Lý Dịch Phong sẽ phải đối mặt với việc kết thúc công việc của mình và phải đối mặt với cuộc sống phía sau song sắt. Thậm chí các luật sư chính thức bắt đầu giải thích các chi tiết về tội danh mại dâm của Lý Dịch Phong và đã sắp xếp các tình tiết phạm tội của anh trên cơ sở luật pháp. Theo đó, việc phạm tội của Lý Dịch Phong được chia làm hai phần. Nói một cách đơn giản, nếu Lý Dịch Phong có hành vi vi phạm pháp luật nhiều lần, nếu các tình tiết tương đối nhỏ thì nam diễn viên vẫn sẽ được hoạt động nghệ thuật bình thường, tiền đề của việc bê bối này sẽ không cấu thành. Ngoài ra, Lý Dịch Phong chỉ bị giam giữ 5 đến 15 ngày và bị phạt trong hành chính khoảng 5.000 nhân dân tệ, hơn 16 triệu đồng. Còn nếu ở trường hợp nếu như hành vi vi phạm pháp luật của Lý Dịch Phong nghiêm trọng như cấu thành tội giao cấu với trẻ vị thành niên, có bằng chứng là giao dịch cưỡng bức, thì nam diễn viên sẽ phải đối diện với hình án hình sự, bị phạt tù tối đa không quá 5 năm tù. Trở lại với câu chuyện của Lý Dịch Phong, hành vi vi phạm của anh đã được cấu thành nhiều lần. Nếu có nhân chứng trong cuộc điều tra theo dõi của cảnh sát và xác nhận hoàn cảnh của anh ta là nghiêm trọng, Lý Dịch Phong sẽ bị cảnh sát quận Triều Dương tạm giam lấy lời khai. Phía các luật sư còn giải thích thêm về chi tiết các tội danh của Lý Dịch Phong. Các luật sư này cho biết nếu như theo các phương tiện truyền thông mạng xã hội đang đăng tải bàn luận xôn xao khi nhìn dàn đến nhiều nghệ sĩ khác như Trần Vị Đình, Phương Gia Nhĩ, Phương Nhất Bác, thì vụ việc mua bán dâm, tuyển phi của Lý Dịch Phong có một tổ chức quy mô chứ không còn là cá nhân. Nếu đã là một đường dây có tổ chức, có quy mô thì tội trạng của nam diễn viên sẽ phải nhận mức án nặng hơn so với 5 năm tù.